Hôm nay mình với Vidax sẽ PvP với nhau bằng những nhân vật trong One Piece. Từ những nhân vật siêu mạnh như là Yamato sở hữu trái Kitsune, cho tới tử hoàng Buggy sở hữu trái chớp siêu phế. Và đồng thời tụi mình cũng sẽ sử dụng kiếm và melee để PvP. Tất nhiên là ai giành được 5 trận thắng đầu tiên sẽ trở thành quán quân của video ngày hôm nay. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngoại tộc với 4 với 145 cái phần bình luận nha. Rồi, đến với vòng quay đầu tiên sẽ là vòng quay của ai? Em muốn của ai? Của em. Của em không? Chắc chắn chưa? Ok. Rồi. Của anh. Của em nha. Trái Dark. Rồi, thì đầu tiên Vidax đã vô được trái của râu đen. Đây. Rồi, ok. Thì giờ Vidax sẽ ăn trái đất nha các bạn. Rồi, về đất ăn trái đất nghe kỳ kỳ ha. Ok, thì vòng quay tiếp theo sẽ tới lượt mình nha. Rồi, mở ra trái của Kaido đi. Ui. Big Mom. Ôi tứ hoàng. Su. Ôi các bạn ơi, trái đầu tiên của mình là trái của tứ hoàng Big Mom. Rồi để mình lấy trái Spirit ra nha. Mày xong rồi gâu đen ơi. Ôi, mình cũng là tứ hoàng mà các bạn, gâu đen cũng sắp thành tứ hoàng rồi. Rồi chưa? Anh chị em hỏi gì chưa? Anh xếp rồi, vô nè, sẵn sàng rồi đó, vô. Rồi từ hồi máu của tôi đi, tăng cái tội cho tôi đi. Gâu đen này nó nhỏ xíu vậy. Coi nè cu. Cú đấm sấm sét. Mày dục chân trời, gì vậy? Gì vậy? Ông nào quýnh chung nào vậy vậy? Dính vô. Mày. Dạ, sao vậy, biết cái này gọi là gì không? Vụ nổ lớn, Big Bang. À, vụ nổ lớn. Cú đấm sấm sét. Ôi, BB đỉnh quá các bạn ơi. Gọi. Ôi. Mày. Ai á? Mày. Ai à. Mày. Ai à, ấy gì? Mày. Gì vậy trời? Mày. Ai gì vậy? Sư. Anh mới làm gì em chết liên tục vậy? Các bạn thấy sao? Đây là sức mạnh của anh Crazy Lane khi được sử dụng kiếm và melee đó. Thì tỷ số bây giờ là 1-0 nha các bạn, một trận chiến quá kinh khủng giữa hai tứ hoàng mẹ béo và thằng da đen. Ôi các bạn ơi, đến vòng quay thứ hai nha, thì lần này Vidax phải quay ra trái tầm Kitsune mới đặt kèo được các bạn ơi, mới lấy lại danh dự được. Ui, ui. Chơi God hả? Chơi God. Oh my god. Ủa lộn. Ăn trái gót đi. Em có trái gót trình diễn nè. Ồ ghê vậy. Rồi giờ tới anh quay nha. Ok lần này tới mình nha các bạn. Trái gót thì cũng khá căng đó. Giờ mình cần trái cỡ Luffy đi rồi. Thuyền trưởng. Ui gâu. Trời. À. Tại sao lại là thuyền trưởng bất ghi vậy? Rồi đừng nhận em hút trái này cũng tứ hoàng đó. Cũng bất ghi đó nha. Anh có tự tin khi chiến đấu với em bằng trái đó không vậy? Sẵn sàng đối đầu với tứ hoàng bất ghê vô không? Rồi em vô rồi nha. Ok rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ giải quyết Vidax nha các bạn. Rồi đông vậy. Mày gồng chiêu. Giỡn với tứ hoàng nè. Mày giỡn với tứ hoàng. Ôi ôi ghê vậy. Rồi. Ôi rồi thấy con thiệt rồi. Tao thấy con thiệt rồi. Con thiệt là thằng nào vậy? Đây nè. Con thiệt là thằng nào? Ôi quýnh chúng con giả không vậy ta? Mày Giao. Các bạn biết mình là kiếm sĩ diệt quỷ không? Mấy thằng God này. Kiếm sĩ diệt quỷ một hit là chết. Ui da, đau vậy. Ây da. Ui đau dữ vậy. Mày. Giết hết clone em luôn hả? Hay vậy? Em luôn. Ôi. Là lại luôn. Gì nhanh vậy? Em rồi chứ God này lắm rồi thiệt. Ôi các bạn ơi, trận chiến kéo dài chưa đầy 30 giây nó đúng là tứ hoàng bất ghi mà. Hãy xem chiêu của ta đây. Rất là mạnh nha các bạn. Ai muốn mắc bounty thì các bạn cứ việc xài cho Buggy để BBB. Ok, đến với vòng quay tiếp theo của Vidax nha. Lần này á, em phải ra được trái của Buggy mới hiểu cảm giác của anh hồi nãy. Ôi, trời, ê Neo, chơi băng đi. Trời. Các bạn ơi, bữa nay mình hút tỉnh lên về 2 của trái này rồi. Rồi, căng nha các bạn. Thì bây giờ sẽ đến lượt của mình. Rồi, làm ơn, đừng ra Buggy đâu mọi người. Tao không muốn xài tứ hoàng hết đâu. Ôi, Lucy. Leo Park. Oh my god. Trời ơi, rồi. Rồi các bạn biết giờ mình sẽ cho ông Vidax biết sức mạnh của loài báo nha. Anh là trai xe độ đó. Rồi em hiểu mà. Ai gì vậy? Chưa bắt đầu mà. Rồi anh là Mikey đó nha, trai xe độ Nhật Bản đó, không phải dạng vừa đâu. Sút mày là con. Ui, dính luôn kìa. Đây không? Tê là sao? Ôi cái gì vậy? Em nói nè. Cái gì vậy? Cái gì bự dữ vậy? Ôi sao đồ này chiêu em bự vậy Phúc? Ai giỡn. Trời hay vậy. Cú đấm sấm sét nè mày. Ui, Ken chết luôn. Sao? Làm gì vậy? Em làm anh bực rồi đó. Mày đỡ hộ pha này. Dạ. Mày xuống đây. Ôi ghê ha.
Ủa đâu rồi? Bánh mày nè. Mày nè. Nè. What the fuck? Chết. What the fuck? Mày. What the fuck? Ôi các mày bạn ơi, cho xài kiếm vũ khí vô cái trận chiến nó nhanh hơn hẳn luôn. Thì tỷ số bây giờ là 2-1 nha các bạn. Lần này xài kiếm vô thấy mình BB Pro hơn hẳn luôn rồi chứ. Rồi, để vòng quay tiếp theo của Vi Đắc nha. Rồi, gâu đen, gâu đen ở đi. Gâu đen nữa đi. Ui, bất kỳ kìa. Bất kỳ kìa. Được rồi, gâu trắng. Ui, không phải gâu đen mà trái của bố già, gâu trắng nha. Không có không? Có trái của gâu trắng không? Có, có. Ôi, ghê vậy. Bây giờ sẽ đến lượt của mình nha. Mong lần này sẽ ra trái Kitsune của Yamato. Trời, Kokudai. 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 Trái két nha các bạn. What the hell? Hình như mình nhớ không lầm là trái két của mình còn ở V1 các bạn ơi. Phải không ta? Ui. Rồi, cái này là V1 hả? Phải không? Sao sao, sợ chưa? Sẵn sàng chưa? Anh cũng là bắt Vũ Hải đó nha. Ok, bắt Vũ Hải ơi. Ủa em là trái gì quên rồi? Ôi em là Tứ Hoàng mà. Bắt Vũ Hải cho quýnh lại. Sao quýnh lại Tứ Hoàng? Ôi Tứ Hoàng ơi, bố già ơi, tha cho con đi. Ui da. Ui chạy được, lần này có vũ khí là chạy lên được. Đó. Ok. Ây da, sao giống mất máu vậy? Dữ chưa? Sao giống mất máu vậy? Ôi, bố già này sung ba khía chứ vậy, sung ba khía. Đừng có chạy con ơi. Chạy là sao bố già? Chạy là sao bố già? Chạy. Mày hả bố già, mày láo, mày đừng gì tưởng mày già rồi mày láo. Ôi tao già rồi. Rồi, rồi. Quay. Quay gì vậy? Mày già rồi mày láo. Combo kìa. Ôi. À, chạy lên nè các bạn, sử dụng kiếm để chạy lên nha. Trời, bình thường là ăn trọn cú này rồi đó. Hay gì cô. Đừng có chơi Sky ơi, đừng có chơi Sky ơi. Xuống đây. Rồi. 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 Nè. Nè đi bố ơi. Nè đi. Nè đánh hay vậy trời. Ai mới là bố già các bạn. Tỷ số bây giờ là bao nhiêu? 3-1 cho anh Crazy Lion. Shibanai chứ. Rồi tới vòng quay tiếp theo của em nè. 3-1 đó nha. Không là kèo là thua thiệt đó. Rồi mới ra cái này xinh xẻ. Ui, Yamato hả? Ai donut. Trời ơi. Yes sir. Bạn biết ôi này. Chiến này xong với Vi Đắc rồi các bạn ơi. Nó ra được trái tủ của nó rồi. Không sao, bây giờ tới lượt mình nha. Nó tủ thì mình tủ đè đó, hiểu không? Mình Kitsune cái nữa là lụm luôn. Ê chị God hả? Thôi chơi ai đi, thích chơi ai hơn. Chơi ai đi. Trời ơi, chơi God. Thôi không sao các bạn, chơi God cũng là một trong những trái tủ của Vi Đắc nha. Sao, giờ muốn vô quýnh liền hay là đợi trời sáng? Vô quýnh liền đi. Trời, gấp với vô anh chạy à, bye bye. Mày Sky hơi nhiều rồi đó. Đố em anh là ai? Đố em anh là ai? Ở thằng đố, hai thằng kia đi chung nhau, có mình anh đi lẻ đó. Khôn. Ôi, anh ảo. Anh ảo. Ôi, mình không biết thằng nào thiệt các bạn ơi. Thằng thiệt nè Phúc ơi. Thằng thiệt là anh nè. Anh thằng thiệt nè. Mày Sky. Sky. Má nó tưởng anh là Sơn Tùng MTB vậy, anh kêu Sky hoài kìa. Sky ơi! Say oh no! Ôi. Khùng hả? Ảo hả? Anh thua rồi đó. Ây á. Ảo hả? Dính không? Trời ơi trời. Dính không? Mày dính không? Đau chưa? Sợ chưa? Xin lỗi. Nè. Nhường cho hắn. Ủa gì? Xin lỗi là được nhường cho hắn hả? Xin lỗi. Xin lỗi cái cụ chở. Xin lỗi cái cụ chở. Má xem chết nữa. Mày. Nó có chịu mày. Mày. Chết đi. Chạy gà má này. Chạy đâu mà chạy. Chạy. Gà. Chạy đi. Ui. Anh còn một mạng nữa mà. Em quên hả? Đánh nó nãy giờ mình sắp chết. À. Em lọt xuống đất luôn rồi. Đánh anh. Ôi nó hắt bạn ơi, nó hắt độn thổ kìa. Thằng này chơi chơi lòng đất. Thôi mình chơi Sky thì nó chơi với lòng đất luôn kìa. Thôi thì tỷ số bây giờ là 3-2 nha các bạn. Đúng là không thể nào quýnh lại được chiếc Kitsune mà quá mạnh luôn. Thôi thì trận nãy coi như nhã đó các bạn. Top 1 nhã đi, top 1. Đấy, Uta rồi. Rồi nữa rồi, tủ nữa rồi. Sao chết chứ tủ luôn vậy trời. Phải đi thi mà vậy cũng đỡ ha Phúc. Vô tủ hoài luôn chứ. Rồi coi anh tích nộ nè các bạn coi nè. Ủa sao tích nộ đây. Rồi thì bây giờ sẽ tới vòng quay của mình nha. Để xem mình ra trái gì đây. Một trái thật là ngon đi nào. Ui Yamato. Hơi ảo vậy vậy. Rồi Do Flamingo cũng được nha các bạn. Trái Spider của Thất Vũ Hải. Do Flamingo. Rồi vô bật nhạc lên đây. Trái chiêu vậy.
mày, what the fuck, chiêu gì kỳ vậy? Thôi, Spider-Man chạy đi, bye bye. Chạy đi, chạy đâu cho hết. Mày phế đúng không, mày phế. Phế. Ủa? Rồi, chết rồi đó. Ui da, chết Spider này khó chơi quá. Trận chiến này phải kết thúc siêu nhanh quá các bạn ơi. Ôi, nghĩ sao vậy, giờ bye bye nha các bạn. Anh là Spider-Man mà, Kệ nó Sky bạn ơi, bạn Phan. Có đâu, anh là Spider-Man mà. Không dễ, các bạn Phan. Ôi ơi, má chiêu nó khó chịu quá à. Rồi. Cay quá. Ôi, tỷ số bây giờ là 3-3 nha các bạn. Vì mới gáy con xíu bị lật kèo thiệt trời. Thôi xin phép quay trái bất kỳ ra trong VDAC nha các bạn. Rồi, Doflamingo nè. Doflamingo nha các bạn. Trái Spider. Ok, trái Spider của em nè. Là Spider V2 luôn á hả? Ghê cho ta. V1 còn... Thôi, cái đó là V2 nha các bạn. Mình chơi công bằng lắm, mình không quýnh người V1 đâu. Giờ sẽ tới vòng quay của mình nha. V-Duck để xài trái Spider. Mình sẽ phải xài trái đó mạnh tí nha. Ui, trái Sengoku. Ui, ngang kèo rồi. Trái Human nha các bạn. Để anh chờ em thấy sức mạnh tối thượng của trái Human. Em sẵn sàng rồi đó. Rồi, vô nha. Hú mạnh, mày nhờ với hú mình. Nè coi nè, chạy kìa. Mày chạy. Dạ, ảo không? Mày ảo. anh đè góc em, Cái này biết gọi là gì không? Cái gì nhanh chứ à? Ok các bạn ơi, tỷ số hiện tại là 4-3 nha các bạn. Rồi, đến vòng quay của em nè, coi ra chứ gì nha. Sao thắng? Ôi, ê. Ôi, nữa giỡn hả? Trời ơi, trời độ mình rồi các bạn ơi. Hai lần Kitsune liên tục trong một ngày. Thằng này chơi game nhân phẩm hả các bạn? Random với Kitsune liên tục. Không sao các bạn, trận nãy là mình nhường nó thôi. Bây giờ mình mới chơi thiệt nè, tới vòng quay của mình nha. Rồi. Mày Kitsune. Ôi, Big Mom hả? Rồi, Big Mom hãy cho tôi mượn sức mạnh thêm một lần nữa đi. Rồi, sẵn sàng chơi con gái của Kaido. Rồi, sẵn sàng. Ok. Rồi, TB đâu rồi? Ủa, xem vẫn còn đó. Hồi nãy em không nhớ anh combo em cỡ nào hả bố? Mày! Mấy cây kiếm nó chắc đam cao dữ rồi đó. Từ nha, các bạn coi nó chết nè. Mày ảo là mày chết đúng không? Mày ảo! Kết thúc của thời gian! Đúng! What the fuck? Trận chiến này kết thúc nhanh nữa rồi các bạn ơi. Hi, giữ khoảng cách cái. Giữ khoảng cách cái. Cái này mình gọi là giữ khoảng cách nha các bạn. Rồi, mình chịu hồi quái với tùm lum tùm la luôn để hồi máu nha các bạn ơi. Rồi, nói xin lỗi đi rồi kết thúc video nè. Mắc gì? Xin lỗi đi Phúc, em nói hơi nhiều đó. Làm gì ảo kìa, anh ảo kìa, anh tưởng chiêu đó chỉ giết mình. Ê! Tại sao là chơi Kitsune chứ? Thì tỷ số hiện tại đang là 4-4 nha. Một trận chiến không hề công bằng xíu nào khi Vidak ra 2 lần trái Kitsune. Rồi tới lượt em quay nè, rồi không lẽ lần này ra Kitsune nữa. Không lẽ là Kitsune nữa. Ê, hên, trái lai. Tát mồ hôi các bạn à. Có trái lai thì cũng được. Rồi, có trái lai sẵn đúng không? Rồi, đây, đang cầm nè. Ok, vậy bây giờ tới vòng quay của anh nha. Không lẽ tới trận cuối cùng rồi, trận quyết định rồi anh không ra trái Kitsune. Ê! Đừng bất kỳ ơi! Trái quét. Trái quét nha các bạn. Anh nói thiệt á, pha nãy mà ra bất kỳ cái khỏi quýnh chứ anh đầu hàng luôn. Thì trận này mình sẽ trở thành bố già râu trắng nha các bạn. Rồi, Yonako, sẵn sàng chưa? Kizaru. Rồi, em sẵn sàng rồi đó. Đám gì vậy? Mày tránh ra! Rồi, chịu hồi trái quét cái các bạn ơi. Mày! Xuống đây, xuống đất. Mày ảo! Né hộ trái này cái. Rồi, dính cái đó là mệt rồi đó, dính cái đó. What the fuck trái quét? Các bạn ơi, trái quét sao quýnh không trúng chứ vậy? Trái quét ơi. Rồi, nguy hiểm cho ta, thằng này nguy hiểm cho ta. Map này rộng hơn Shiba bạn ơi, nên mình... Mày! What the fuck? Thì tỷ số bây giờ đang là 5-4 nghiêng về phía của mình nha các bạn. Và đương nhiên, người chiến thắng chính là mình rồi. Và bài học hôm nay các bạn biết gì không? Tất cả mọi thứ đều thua Kitsune.